Xin chào bạn, tôi đang có mặt tại hội thi sinh vật cảnh tỉnh Long An các bạn. Phía sau tôi là một số cây bonsai đẹp ha. Bây giờ tôi sẽ quay một số cây độc giải vàng mặt đồng cho bạn xem nha. Đây là cây bonsai mai chiếu thủy loại trung đạt giá vàng nè các bạn. Đế nè. Này mặt phía sau nè bạn. Rồi, giờ tôi quay một số cây khác đang trưng bày. Cây này đọt giấy bạc nè các bạn. Đúng là mai chiếu thủy luôn á. À, đọt giấy bạc rồi. Cái bonsai đọc giải đồng mà chưa thấy luôn à, và mặt đồng
Đây là tác phẩm đoạt giải khuyến khích nha bạn. Cũng loại bonsai trung luôn ha. Này cũng đây, khuyến khích. Đây là một số loại cây bonsai đẹp khác ha. Cũng mai chú thủy luôn à. Cái đồng hồi nãy nè. Đây là cây me. Cái mẹ cũng đọc giải khuyến khích luôn, hai giải khuyến khích này. Đó, quay ra chi tiết cho bạn xem thôi. Rồi, mấy cái giải và mặt đồng khuyến khích tôi đã quay xong rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nha.